Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Trước khi em Điền vào video thì cho em Điền được xin phép hỏi cô chú chị một câu hỏi rằng là nếu như cô chú chị mà có 730 triệu mà anh chị có nên chọn mua bất động sản này hay không? Thì cái vị trí bất động sản thì nằm ngay mặt tiền đường nhựa này ha. Cách thì cách ủy ban chợ khoảng 1,5 cây đổ lại thôi đó. Và cách khu công nghiệp Đức Đỏ khoảng là 2 cây đó, Đức thổ cư nha anh chị, khu dân cư thì có hiện hữu rồi đó. Thì theo như anh chị thấy như thế nào đó. Thì bây giờ em Điền xin mời cô chú chị cùng em Điền xem chi tiết cái bất động sản này nhé. Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở tại xã Láng Dài, huyện Đức Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì cái xã Láng Dài này rất là gần Xuyên Mộc mình luôn, nói chung là dường như là giáp ranh Xuyên Mộc luôn anh chị. Và trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa, nhựa rộng khoảng là 6 mét hơn ha, chưa tính cả vỉa hè, nhựa không là 6 mét rồi đó. Thì cái hướng này mình đi qua được Xuyên Mộc nè anh chị, đường này thông qua được Phước Tân đó, xã Phước Tân đó. Và hướng ngược lại bên này thì tới đầu này có một cái ngã ba ha, và rẽ bên tay tay trái ra quốc lộ 55, khoảng đâu đó là từ đây ra quốc lộ 55 khoảng là cây số thôi đó. Ra ngoài đó thì cả chợ ủy ban nằm ngoài đó luôn anh chị. Như anh chị đã cũng đã biết là quốc lộ 55 là một cái tuyến đường lưu thông từ quốc lộ 56, quốc lộ 51 rồi đó, đi về đây luôn. Thì tuyến đường giao thông rất là thuận lợi cho cô chú chị mình di chuyển từ Sài Gòn, từ Đồng Nai về đây. Đây cô chú chị, em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản nằm đây ha. Nằm ngay khu dân cư hiện hữu. Ở đây thì nhà cũng có vài nhà ở, cũng không đông lắm, nhưng mà ra chút xíu ngoài kia thì sẽ đông ha. Đây, cái bất động sản em Điền muốn giới thiệu đây là có diện tích là 7 mét mặt tiền anh chị. Và sâu vào bên trong là 23 mét, có sẵn 100 mét thổ cư nha. Thì cái hậu của mình thì chỉ còn là 5,3 mét thôi, nhưng mà cũng không phải là tấp hậu, tại vì anh chị này, anh chị có thể thấy này, nó xéo theo đường á thì là 7 mét. Và em đo lại vuông góc thì ở trước 5,3 mét và ở đằng sau cũng là 5,3 mét. Ở bên này thì dài là 23 mét, bên này thì dài chỉ có là 18-19 mét thôi đó. Thì nói chung là đây cũng là một cái lợi thế cho cô chú anh chị mình. Thì xéo theo đường thì mình được cái 7 mét mặt tiền, còn mà nếu mà không xéo theo đường thì cô chú chị mình chỉ còn lại 5,3 mét thôi. Thì nếu như mà 5,3 mét vuông góc đi thì so ra thì chẳng qua là nó thẩm mỹ hơn thôi, nó đẹp hơn thôi, đẹp trong mắt mình nhìn thôi, chứ thực tế ra thì cũng không có tiện đâu. Thì như cô chú chị mình thấy đó, xem là hết là 4 mét rồi đó. Mà nếu mà em đậu trước nhà thì 7 mét mình đậu 4 mét, còn lại 3 mét để mình đi vào nhà ha. Còn như mà đất mình mà 5,3 mét đi thì em đậu chiếc xe này ở trước cái miếng đất 5 mét miếng trước nhà mình á, thì chỉ còn lại là 1,3 mét thôi để mình đi vào nhà mình thôi, nên đi cũng không có thoải mái cho lắm. Đây thì chiều dài của mình là tới đây nha. Đây, từ cột mốc này ha, 5,3 mét này. Đây thì qua di chuyển qua một mốc này, đó là 5,3 mét đó. Anh chị có thể nhìn này, nó xéo nha. Thì hiện tại bất động sản này thì có 100 thổ cư rồi. Đây, qua bên này nè, xéo lên đó, ngay cái mí giữa chiếc xe em luôn ha. Hiện tại đất mình thì đất ở nông thôn rồi, không có vướng bất cứ cái quy hoạch nào. Thì tổng diện tích cái bất động sản mình thì là 110 mét vuông, có 100 thổ cư, nói chung là dường như là còn 10 mét vuông là cây lâu năm thôi đó, còn tổng là
cô chú chị mình xây tự do rồi. Như ở Đức thì Đức nông thôn, nên là cô chú anh chị mà muốn xây nhà thì mình cứ việc xây thôi, đúng cái chỗ vị trí thổ cư là được. Về cái vấn đề mà giấy phép xây dựng hay gì đó thì Đức ở nông thôn không có cần cái đó anh chị. Anh chị quan trọng anh chị là quan anh chị xây dưới 7 tầng là được ha, quá thì mình phải xin phép đó. Nói thì nói ở xã Láng Dài vậy thôi chứ thực tế ra thì cũng chẳng khác gì ở Xuyên Mộc anh chị. Đi ra biển cũng gần anh chị, đi khoảng đâu đó 15 cây thôi. Đó là đi ra biển Hồ Tràm nha. Đi ra biển Hồ Tràm, còn mà để mà đi ra biển Lộc An đấy thì khoảng là 10 cây số á chị. Em đo rồi, em đo trên Google Maps thì 10 cây số á chị. Thì đi ra đây mình ra quốc lộ 5 ha. Mình rẽ phải ra chút xíu là có cái con đường đâm thẳng xuống biển Lộc An. Đường đó hay được gọi là đường Lộc An đó. Và đi đặc biệt là cái bất động sản mình rất là gần khu công nghiệp anh chị, rất là gần luôn. Tới đầu này có ngã ba ha, hiện tại hiện hữu là đang có ngã ba thôi, đường nhựa hết. Nhưng mà tương lai có một cái con đường quy hoạch là cái đường nhựa này phóng thẳng qua bên đất đỏ luôn, bên khu công nghiệp đó luôn ha. Thì phóng qua thì mình đi qua thì theo cái đường quy hoạch đó khoảng 2 cây số thôi, đúng 2 cây số luôn. Còn hiện tại mình đi được á, đi đường hiện hữu á, thì mình di chuyển ra đó thì khoảng là 4 cây số. Khu công nghiệp Đất Đỏ đó thì có vài công ty đã về xây dựng và làm ở đó, nó hoạt động rồi anh chị. Đó là cụm khu công nghiệp anh chị. Nếu như mà cô chú chị mình mà muốn về đây để sinh sống ha, muốn về đây để sinh sống và có công ăn việc làm ổn định thì đây anh chị, 730 triệu, một tài chính rất là nhỏ, rất là ít. Rất thích hợp cho cô chú anh chị nào mà muốn về đây ở đây. Khí hậu ở đây thì mát mẻ, gần biển, cũng ở gần khu công nghiệp, thì anh chị có thể là thích hợp với cái bất động sản này. Bây giờ thì mình đổ lên đất lên một chút xíu rồi mình xây dựng một cái căn nhà nhỏ nhỏ cho vợ chồng mình ở là được rồi. Thì chi phí vận hành ở đây, sinh sống ở đây thì không có cao anh chị. Ở nông thôn thì chi phí vận hành không có cao đâu. Thí dụ mà mình qua, mình về đây sinh sống đi, mình làm việc ở khu công nghiệp Đất Đỏ này thì mỗi sáng dậy anh chị cứ sửa soạn đồ xong khoảng 15 phút là mình ra ăn sáng xong mình vọt qua đó, rất là gần luôn. Cuối tuần thì mình có thể là dẫn vợ con gia đình mình về biển, tắm biển hoặc là đi chơi bờ dưới đó. Đi 15 cây số thì di chuyển rất là gần, không có xa. Ra đó gần. Vừa có chỗ ở ổn định mà vừa được đi tận hưởng cái du lịch ở dưới này anh chị. Đường rất là rộng ha. Hiện tại khu vực này thì điện đài thì có đầy đủ rồi anh chị. Sử dụng nước máy luôn rồi ha. Rồi đó thì đó là những cái ý của em muốn chia sẻ tới cô chú chị ha. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này á thì liên hệ em, hoặc là cô chú chị có thể liên hệ không mua nhưng mà liên hệ em sẽ gửi tất cả thông tin liên quan tới bất động sản này cho cô chú chị mình cùng xem tham khảo đó. Có thể là tìm hiểu thêm, như em nói đây thì nói thôi, nhưng mà trên giấy tờ thì anh chị nên tìm hiểu về pháp lý, sổ sách và vị trí anh chị ha. Em sẽ gửi vị trí cho cô chú chị mình cùng xem tham khảo luôn. Sổ sách thì không có gì, thì đất sao sổ gì vậy, thổ cư, trăm thổ cư, quy hoạch thì đầy đủ, không vướng bất cứ gì, đất ở nông thôn. Trước khi em lên video nào thì tất nhiên là đất đó là không có quy hoạch, em mới đăng lên cho cô chú chị mình xem đó. Rồi em xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền nha. Rồi em Điền xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị. Cô chú chị nhớ những đăng ký ủng hộ em Điền và theo dõi những clip sau của em Điền nha. Xin chào và hẹn gặp lại.